Xin chào anh em nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh em một chiếc đài trong phân khúc là tầm trung ha. Con này thì đến từ thương hiệu là Natilnan, có cái mã là RX5001. Thì những dòng đời 5000 của Nati thì tiếng của nó rất là hay nha. Con này thì nó chơi được cassette nè, radio thì full tần số ha, 108 nha. Radio 108 và con này chơi được line in. Chơi được line in, nó gắm vào điện thoại, nó nằm ở phía bên này. Con này thì cái size ngang của nó, đây, size ngang của nó là 44 nha. Và size cao, chiều cao của nó là, chiều cao là 17 cm, chưa tính quai sắt nha. Chưa tính quai sắt. Và hậu của con này thì nó là 12 cm ha, hậu 12 cm. Con này thì rất là nặng nha. Đó. Nội thất bên trong thì cũng khá là gấu, với bộ cơ là thường những dòng Nati thì nó sử dụng bộ cơ bằng sắt. Đó, rất là bền. Bộ cơ sắt rất là bền, vỉ mạch bên trong thì còn sáng bóng. Và những cái phần loa, cái củ loa bên trong thì xương loa 7 màu. Đó, anh em quan tâm thì có thể kết bạn Zalo, em gửi full hình ảnh bên trong máy để cho anh em xem nha. Máy thì về từ Nhật ha, tình trạng máy thì bên em đã dọn thay dây cu ro và hoạt động chuẩn cassette, radio và line in. Và anh em lưu ý ha, những cái phần mà cassette á, mà những con mà sử dụng cái auto stop bằng cái lưỡi gà bằng nhựa trong này á, thì em không bao cái phần đó nó hoạt động tốt nha. Tại vì những cái phần này là mình không có dọn, tại vì cái lưỡi gà này có thể là qua cái thời gian sử dụng rất là lâu rồi nó bị mòn ha. Cho nên là khi hết băng thì nó không có đè được cái dây băng đủ căng để nó tự nhảy nha. Thì những cái dòng này thì con nào nó còn chạy được thì chạy, còn nếu mà nó không stop được thì thôi nha. Em không có bao cho anh em là cái phần auto stop nha. Tất cả những dòng máy bên em bán ra đều là mô tả rất kỹ chi tiết và sản phẩm. Máy thì ngoại hình con này cũng còn khá là đẹp ha. Phần nhựa và nước sơn thì nói chung thì còn đẹp nha, không có được xuất sắc nhưng mà nó cũng còn đẹp. Con này mà nó rơi vào xuất sắc đó, thì giá nó cũng khá là cao. Con này thì trong phân khúc bình dân em bán con này là giá 1.600.000. Thì anh em quan tâm thì có thể xem hết cái video giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc. Con này tiếng rất là hay. Đây, bộ cơ bên đây, cửa băng ra vô rất là nhẹ. Em test một ca khúc của ca sĩ Giao Linh nha. Lay nè. Rồi volume nó nằm đây. Con này thì nó sử dụng hai cái volume đơn ha. Hai cái volume đơn. Mình có thể mình chỉnh này giới thiệu tuyệt phẩm. Đêm du điệu nhớ gồm những tình khúc chọn lọc và được ưa chuộng nhất trong suốt 25 năm qua. Tuyệt phẩm này như một kỷ niệm để đời và là một đánh dấu thương yêu nhất của Giao Linh. Xin chân thành gửi đến tất cả khán thính giả khắp nơi. Cùng người chính đêm bao ngày.
tạm dừng. Trường Sơn. Stop nè. Tua. Thì cơ con này đã thay dây cu ro rồi, tua tới tua lùi rất là tốt nha. Đấy, như vậy là em đã test cái phần cassette để cho anh em thưởng thức được cái tiếng ha. Thì cái dòng na 5001 này thì chất âm nó cũng khá là tốt nha. Thì tất cả những cái dòng na đời 5000 thì tiếng rất hay, 5001, 5002, 52, 50, 5003, 5004, 5006, 5007 tiếng rất là hay đó. Đó, tiếng rất là hay nha. Rồi bây giờ em sẽ test phần radio. Radio thì mình gạt lên đây ha. Radio thì ở đây mình sẽ gạt lên phần đây. Đây, ở đây là cái cần để mình chỉnh FM AM ha. Bây giờ em sẽ test phần FM trước. FM full tần số nha, 108. Thì phần radio thì em sẽ test cho nó bắt đài tốt nha. Còn cái phần anh em muốn nghe đài nào thì về nhà anh em tự chỉnh nó sẽ nét hơn. Còn ở đây thì em không sai, anten thì nó nằm đây nha. Đó, em chỉ test là nó bắt đài thôi. Điển hình trong trường hợp này là câu chuyện của người bệnh thoái hóa khớp. Nhiều thời gian mất thao tác, hệ thống lỗi lại còn không kết nối được, khi về điện thoại thì không có mạng. Chí mạng. Đấy thì bây giờ tầm giờ chiều rồi, gần 4 giờ rồi, thì đài nó cũng không có nhiều như những cái lúc kém tải về, đặc biệt là ứng dụng YouTube Van, xem video không. Đó, bắt rất là nét, ha. Báo bèn xịt tê luôn. Rồi thì ở đây nó có một cái đèn nhảy ha, cái đèn nhảy này nó thì nó sẽ... mình có thể điều chỉnh ở trên này, cái gòn gạt bên trên này ha, mình để cái chế độ này thì cái chế độ là báo luôn, báo nguồn, báo nó sáng hết một dải đèn. Còn khi mình gạt lên chế độ trên cùng á, cái này là tiếng Nhật ha, thì anh em muốn dịch tiếng Nhật thì anh em có thể vô cái phần mềm dịch tiếng Nhật á, thì đưa lên đây thì sẽ hiện lên. Nhưng mà con này thì cũng khá đơn giản, nó chỉ có vài cái nút này thôi, mình biết mình sử dụng thôi. Khi mà anh em gạt lên hết ở trên này thì nó sẽ nhảy ha, chế độ là level đây. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua AM. Toàn hiệu quả, nối băn khoăn bấy lâu được cởi bỏ. Con này bắt đài tốt quá hả? Thì đây là căn bệnh có tính chất mãn tính, dai dẳng và rất dễ tái phát. Cái khu nhà em thì em nó bắt khá là kém nhưng mà con này bắt tốt. Mà chúng ta sử dụng tân dược lâu dài thì chúng ta phải rất là coi chừng. Cho nên hiện nay á là có xu hướng là nghe online 4 kênh VOH, nghe lại chương trình sau 60 phút phát sóng trên. Em vô nét hai kênh luôn. Rồi bây giờ em sẽ dịch chuyển cái điện thoại cũng quay. Sẽ quay cận cảnh về cái máy để cho anh em xem nha. Rồi ở đây phần trên ở đây thì đây, ở đây là cái dây nguồn. Rồi bây giờ cho anh em quay ở bên hông tường mặt trước ha. Thì con này giá thành ở 1,6 triệu thì đương nhiên thì nó không có được đẹp xuất sắc như những con mà 2 triệu mấy. Anh em bán những dòng này có giá thành 2 triệu mấy, 3 triệu tùy thôi nha. Đây, ở đây là có đường line in line out nó nằm đây ha. Anh em có thể nghe điện thoại thì anh em kết nối vào cái đường line in ở đây. Đấy. Ở đây là đường nguồn điện 100V. Rồi bây giờ mặt sau nè, con này thì vỏ còn rất là mới nha, không có bị phai màu. Máy thì bên em đã tắm rửa rất là sạch sẽ rồi từ bên ngoài. Tháo hết ra, tắm vỏ máy rất là sạch. Nắp pin nè. Đây, nắp pin còn rất là mới nha. Đó. Giá thành 1,6 triệu thôi, nó chỉ bằng một chiếc radio cỡ thôi. Nhưng mà con này nó được FM108 ha, bên da băng nè. Em 108 và chơi được cassette luôn. Rồi, cây anten này thì không phải là cây anten zin của máy nha. Cái này là cây anten của một chiếc máy khác nha. Anten zin của nó về đã gãy rồi. Đây, tiếp theo bên đây. Đây, bên này là cái núm tunin ha. Này là white sắt. Nói chung con này thì nước sơn không có bị xuống màu, vẫn còn là màu xám, rất là đẹp. Rồi, và cái phần mặt trên máy. Đây, mặt trên máy thì cái phần nước sơn và chữ nghĩa còn sáng trắng luôn. Thường thường những cái mặt này nó hay bị ố vàng nhưng mà con này còn quá đẹp. Thì em sẽ giới thiệu sơ cái chức năng. Cái đầu tiên ở đây thì mình không sử dụng nha. Tiếp theo là cái cần đây là chọn chế độ nhạc á, mono site á, thì thường mình nghe nhạc thì mình để ở giữa. Và tiếp theo ở đây thì nãy em nói rồi, ở này là mình chọn chế độ nhảy của cái bóng đèn ở trước. Muốn nhảy thì mình để lên trên, còn muốn không nhảy thì mình gạt xuống đây.
Đó. Và cái này là chế độ cassette radio ha, lên trên là radio và lên trên cùng là line in. Đó. Còn ở dưới cùng là cassette. Rồi ở đây là cơ bàn phím thôi. Nào, tiếp theo ở đây cái còn gạt đầu tiên ở đây là chỉnh tông ha. Anh em có thể nghe âm trầm âm bổng thì anh em chỉnh cái nút này. Và ở đây là một cặp volume đôi. Ở đây thì một cái thì nó chỉnh cho một loa. Đó, anh em có thể tinh chỉnh ở đây mình xài. À, và ở đây là cái chuyển kênh FM AM thôi, trên cùng là FM CT, ở giữa là FM thường mono, còn ở dưới là AM thì anh em muốn chọn cái nào thì đó tùy. Rồi về phần mặt trước. Mặt trước ở đây thì cái dải sóng ha, cái mặt mica nó cũng còn khá là mới, à, nó không có bị đục. À, FM nè, chữ nghĩa rất là rõ. Đó. À, rồi ở dưới đây là một cái trép ha, cái này là cái trép, một củ trép thật bình thường nha, và nó sở hữu một cái củ loa nằm đây. Đó. Và ở đây là anh em thấy cái ốp nhôm này nó có mấy cái li ti đây á, là cái này là cái sơn á, sơn đâu bên Nhật nó dính vô, thì cái này anh em kỹ thì anh em có thể về mình vệ sinh nó ra nha. Còn cái phần ốp nhôm của nó còn khá là đẹp nha. Đó. Rồi mặt bên này cũng vậy thôi. Đấy. Thì trong tầm giá 1.6 triệu thì khó có con nào mà ăn được cái chất âm của cái con na 5001 này nha. Nhưng mà nó được một cái nữa là FM nó full tần số và nó chơi được LX nữa. Đó, thì anh em có thể lựa chọn cho mình một mẫu giá vừa phải để chơi rất là hợp lý. Rồi anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo. Xin tạm dừng cái video ở đây nha.